Hai, mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Kiện Hồ Cá của mình nha. Bộ sản phẩm mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó là bộ lọc tràng trên hợp lọc bằng mica cho bẫy cá nha các bạn. Cái loại mình đang test cho các bạn xem là cái GD17 nè. Cái hợp lọc nó dài là 28 cm, chiều cao của hợp lọc là 8 cm và chiều ngang là 7 cm nha các bạn. Đi kèm với cái máy, đi kèm với nó là một cái máy bơm chìm 5W nha. Cái GD17 này các bạn sử dụng cho bể từ 35 đến 40 cm thôi nha, có chiều dài á. Bể mình đang test cho các bạn là bể 35 cm nè. Để các bạn biết chi tiết hơn về về những sản phẩm này á thì mình sẽ nói chi tiết nha. Kích thước của nó đều giống nhau nha các bạn, nó chỉ khác nhau ở cái chiều dài. Còn cái chiều cao và chiều ngang của hộp lọc nó đều giống nhau và đi kèm với nó là vẫn là cái máy bơm 5W. Lưu lượng nước là 300 lít trên giờ. Cái GD16 này á, các bạn sử dụng cho bể dài 30 nha. Cho bể kính trơn dài 30 cm. Còn GD17 này hồi nãy mình vừa test đằng đẵng là các bạn sử dụng cho bể có chiều dài từ 35 đến 40 cm. Còn GD18 này các bạn sử dụng cho bể có chiều dài là 45 cm nha các bạn. 45 cm. Tại cái hộp lọc nó dài là 38 cm rồi. Cái hộp lọc của GD18 này nó dài là 38 cm. Khi các bạn gắn hai cái thanh nẹp vô nữa thì nó dài, nó lòi ra là 42 cm. Cho nên các bạn phải sử dụng cho hồ tầm 45 cm thôi. Còn hồ 50 cm á thì các bạn sử dụng GD19 nha. GD19 thì cái hộp lọc nó dài là 45 cm. Khi các bạn gắn hai cái thanh nẹp vô nữa thì nó cũng ra là 48 49 cm rồi. Các bạn sử dụng cho bể 50 được nha. Tại cái GD19 này với cái máy bơm 5W đó mà nhiều khi các bạn sử dụng cho bể 60 á, mình sợ nó bơm không nổi các bạn. Có nhiều bạn xài rồi các bạn nói nó hơi yếu. Nhưng mà các bạn nào chịu xài 60 mà không kiện thì các bạn tùy theo các bạn nha. Chứ mình thấy tầm 50 trở lại thôi. Tại vì cái máy bơm nước 5W nó hơi yếu. Rồi còn về cách gắn á, thì đây nè cái như như mình nói lại nha. Cái GD17 này á thì cái hộp lọc nó dài là 28 cm. Khi các bạn gắn hai cái thanh nẹp này vô nữa nè là nó sẽ lòi ra. Nó sẽ dư ra mỗi bên là 2 cm nữa. Cho nên mình tính tổng cái này là 32 cm đó các bạn. Cho nên hồ mình 35 cm nè, gắn mỗi bên dư cũng được, dư dư nó dư còn chút xíu à. Với có hai cách gắn này là cách gắn coi như cách gắn một đi nha các bạn. Mình sử dụng cái ống này. Cái ống này mình điều chỉnh lưu lượng nước được nè. Mà thấy mình thấy máy nó yếu quá thì các bạn cứ để chỗ này nằm trên đi, có nghĩa là lưu lượng mạnh nhất. Còn cái này thì đôi khi nó quay nó không có đều nha các bạn. Có những lúc nước yếu thì nó sẽ bị đứng lại vậy nè. Rồi cách gắn đầu tiên thì cái hộp lọc này nè, nó sẽ nằm bên ngoài. Và mình sử dụng cái ống này nha các bạn. Gắn như trong hình mình quay clip cho các bạn xem nha. Cái ống dây này là cái ống dây mình lấy riêng nha. Còn cái ống dây trong máy thì nó dài lắm. Các bạn có thể cắt cho nó gọn giống như trong hình, giống như trong trong cái hồ mình nha. Nó dài chừng chút xíu là nó vừa. Rồi bây giờ để mình gắn cái cách thứ hai cho cái này nó nằm phía trong nha. Cho những bạn nào bạn các bạn thấy cách nào đẹp thì các bạn sử dụng cách đó. Như mình thì mình thấy cách này nó đẹp. Nhưng mà cái đường lên của nó khi các bạn bơm nước lên á thì nó sẽ vô đây. Cái miếng bông lọc này nè, nó sẽ ít giữ được cặn bẩn nhiều hơn cái loại cái hướng kia, cái chiều kia thì nó sẽ giữ được cặn bẩn nhiều hơn. Rồi các bạn đợi mình gắn cái hướng kia cho các bạn xem nha. Khi các bạn gắn kiểu kia thì các bạn chỉ cần dời dời cái chấu này nè, các bạn dời ngược quanh đây và các bạn đổi bên đây lại là được nha. Bữa nay mình làm một tay cho nên nó hơi chậm nhưng mà thôi để mình làm xong đi rồi mình sẽ quay cho các bạn xem dễ hơn nha. Rồi khi các bạn đổi đầu rồi thì
cái chốt này nó sẽ quay ngược về phía sau nha các bạn. Nó sẽ khác cái hướng hồi nãy nó quay về trước, đây các bạn đổi đầu với nhau là cái chốt này quay về phía sau. Và bây giờ mình sẽ kết nối với một cái nút nè các bạn. Cái nút này các bạn gỡ ra nha và các bạn kết nối từ máy bơm nó đi lên. Cái nút trắng này nè các bạn. Rồi để mình gắn vào hồ. Rồi khi mà các bạn gắn rồi thì các bạn gỡ cái nút phía dưới nó ra và các bạn kết nối giống như kết nối từ cái ống nó lên là được. Đối với kiểu này mình thấy nó sẽ có ưu nhược điểm. Nhược điểm nó là khi gắn kiểu này thì cái hồ các bạn sẽ diện tích nó sẽ thấy cảm thấy nó chật hơn nha các bạn. Tại vì nguyên cái máng nó nằm trong cái hồ nè, các bạn sẽ nhiều bạn sẽ không thích cái chật chội này. Nó sẽ nằm trọn trong cái hồ mình gần hết phần nửa rồi. Nhưng mà cái ưu điểm nó là khi các bạn gắn cái kiểu này á, thì nước nó sẽ lên đây nè. Nó sẽ qua lớp bông lọc này và cái lớp bông lọc này nó sẽ giữ được cặn bẩn nhiều nhiều lắm. Các bạn xài chừng nửa ngày là cái miếng bông lọc này các bạn cảm thấy nó dơ một phần luôn á. Nó sẽ giữ được cái cặn bẩn tốt hơn cái kiểu hồi nãy nha. Và do cái kiểu này á, các bạn cái đường ống nó sẽ gần hơn. Cho nên cái lực nước của nó sẽ mạnh hơn nha các bạn. Bây giờ cái cuộn quay này nó quay rất là mạnh luôn rồi nè. Nhưng mà nhìn lại thì nó sẽ xấu hơn cái kiểu nằm ngoài nãy thì nó sẽ rộng cái hồ mình hơn. Tùy theo các bạn sử dụng thôi nha. Cái cọng dây nãy mình chưa cắt cho nên nó còn hơi xấu các bạn. Nó bị chèn cái máy bơm. Các bạn có thể cắt ngắn lại một chút nha. Rồi với những vật liệu lọc đi kèm các bạn có thể bỏ vào đây á. Cái này là sứ bi nâu nha các bạn. Cái độ nhẵn nó rất là cao. Nè. Cái độ nhẵn của rất là cao và nó nhỏ gọn nữa, các bạn bỏ vô đây nó sẽ đẹp nữa. Cái này thì mình bán là 60k một ký nha. Còn cái này là sứ nhẫn trắng hoặc là sứ trụ trắng thì cũng đồng giá vậy nha các bạn. Là những lỗ nhỏ li ti nè, các bạn lọc nước tối ngày thì chỗ này sẽ làm nhà cho vi sinh phát triển luôn. Nó sẽ trong nước các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể đi kèm với nhâm thạch hoặc là san hô nha. Nhâm thạch thì nó rẻ các bạn. Nhâm thạch này thì 20 ngàn một ký à. Còn cái san hô này thì 25 ngàn một ký. 25. Nhưng mà bên mình là loại to nha các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn sử dụng á thì các bạn có thể đập nhỏ nhỏ nó ra, các bạn bỏ vô vật liệu lọc nha. Vô cái hộp lọc hồi nãy á, chứ nó dài vậy bỏ vô nó không nổi nha các bạn. San hô này lọc nước tốt lắm nhưng mà nó bỏ vô hộp lọc nãy thì nhìn nó xấu. Các bạn nào xài nước mưa nhiều á, nước mưa mà cái độ pH nó thấp á, các bạn có thể sử dụng san hô cho nó lên pH lại nha. Còn các bạn nào sử dụng nước máy á, nước máy mình thường thường thì pH nó tầm 9 chấm á. Các bạn có thể sử dụng cái nhâm thạch này nè cho nó hạ cái độ pH xuống nha. Mình nuôi cá cho nó tốt. Còn muốn đẹp giống như mình thì cái này là bạn các bạn sứ bi, nó rất là nhẵn luôn, mình do vậy là các bạn nghe nó rột luôn á. Hoặc là sứ trụ thì mình bỏ vô thì nhìn nó thẩm mỹ hơn, nhìn nó đẹp hơn. Rồi video mình tới đây là kết thúc nha. Mình sẽ để cái đường link Zalo hoặc là hoặc là số điện thoại của mình ở dưới phần bình luận á. Các bạn nào có nhu cầu mua thì cứ nhấn vào đó liên hệ với mình nha. Nhiều bạn chê cái máy này yếu thì các bạn sử dụng cho những bể mini thôi, tầm 50 thôi. Chứ cái hồ 60 các bạn sử dụng loại này thì có nhiều bạn thì nói cũng được, tạm ổn. Còn có nhiều bạn chê cái máy 5W này nó hơi yếu. Hồ 60 hơi yếu, các bạn đòi đổi máy. Nhưng mà mình đổi máy không được nha các bạn. Một phần là cái đầu phi nó không có vừa. Nó không có vừa cái đường ống này nè. Còn hai nữa là khi các bạn đổi máy mạnh quá. Cái máy 8W của Atman 304 á. Thì nó vừa nhưng mà có nhiều lúc nó mạnh quá cái nó tràn nước ra ngoài.
Cho nên thích hợp tốt nhất là các bạn xài loại của nó luôn đi. Các bạn xài bể nhỏ thôi, 60 mình kiếm lọc khác đi, chứ cái 60 các bạn chê nó lọc yếu. Với mình với những cái sản phẩm này nó đi kèm máy bơm và cả hộp lọc luôn nha. Mình không có bán lẻ cái hộp lọc riêng nha các bạn. Tại vì mình lấy là mình lấy một bộ vậy nè. Một cái hộp nó vậy là gồm máy bơm và hộp lọc trống luôn rồi, mình không có bán lẻ nha các bạn. Nhiều bạn hỏi có bán lẻ hộp lọc không thì mình không bán lẻ nha. Rồi video mình tới đây là kết thúc nha. Các bạn nào thấy video mình hay ủng hộ cho mình một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Sau này có thể kiếm được một tiền YouTube thì mình sẽ giảm giá xuống sản phẩm để cảm ơn các bạn nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.